Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiều khu vực tại bắc bộ, trung bộ, nam bộ và cả khu vực tây nguyên từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 7 sẽ xảy ra hiện tượng mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Dự báo từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7, khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to và lượng mưa phổ biến 80 đến 120 mm, có nơi trên 180 mm, mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khoảng 23 đến 25 tháng 7 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trung và Nam Trung Bộ từ đêm 21 đến 25 tháng 7 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa vừa mưa to và rải rác có rông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh ngoài ra chiều và tối ngày 20 tháng 7 ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông với lượng mưa 10 đến 30 mm có nơi trên 70 mm khu vực trung và nam trung bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa 10 đến 30 mm có nơi trên 50 mm cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn ở khu vực tây nguyên và nam bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới do tác động của mưa lớn người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh